Hello con giáo, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trong chủ đề của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về chủ đề trà. Mình sẽ chia sẻ đến các anh em bể trà nước hoa mà mình nghĩ rằng nó là một cái sự khởi đầu, nó là một cái sự khám phá cho những ai mà muốn bắt đầu nghiên cứu một cái nốt mùi cũng khá là nhã nhặn, đó là mùi trà. Thì mình nghĩ rằng bể trà nước hoa này nó là một trong những sự lựa chọn có thể là giúp cho các anh em đỡ bị tốn tiền hơn trong cái thời buổi xăng tăng như thế này. Đó, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình không nói nhiều nữa, lên đường thôi. Trà hoa đầu tiên mà muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm của nhà Bulgari và nó có tên là Pure Home. Có thể các anh em nó thắc mắc là tại sao lại giới thiệu một chai nước hoa đã ngừng sản xuất và khá là khó tìm trong cái thời điểm hiện tại. Thì nó đã ngừng sản xuất, thế nhưng không phải là cháy hết hàng toàn bộ cái thị trường. Theo như mình được biết thì hiện nay ví dụ ở bên Nhật Bản ấy, bởi vì hôm trước là có cô em của mình nhắn tin về là nó ở bên đấy nó vẫn mua được chai nước hoa này. Đó, có nghĩa là ở những store bên Nhật nó vẫn còn hàng chai Bulgari Pure Home này. Thì anh em nào nếu mà có một cái mối quan hệ mafia nào đấy với ai ở bên Nhật thì vẫn có thể nhờ mua hộ, bởi vì đây là một cái mùi trà nó sẽ xứng đáng đến từng đồng sen mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu, với sự kết hợp của trà và xạ bám mùi rất là tốt, độ tỏa hương vừa phải. Và mình thấy rằng là mức giá hiện tại cũng không phải là quá đắt, thì chúng ta nên tận dụng mọi mối quan hệ, xem trong danh bạ, xem trong Facebook quen biết ai chuyên làm hàng với bên Nhật và hãy nhờ order trà nước hoa này. Như mình đã nói, nó xứng đáng từng sen khi mà chúng ta sở hữu nó. Trà nước hoa đầu tiên, Bulgari Pure Home. Trà nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Nichen, chắc là mình nghĩ là nhiều các anh em biết, Oolong trà. Một cái mùi hương phải nói là mình khá là thích mùi hương của trà nước hoa này. Dễ dùng, dễ xịt. Mình thì mình thích sử dụng trà nước hoa này vào những ngày trời ví dụ như chỉ hơi nóng nóng và mát, xịt trà nước hoa này mình thấy rất là ok, dễ sử dụng. Đó. Cộng thêm một cái hiệu năng mùi có thể rất là tốt, có thể gọi rất là tốt. Bởi vì mùi trà thông thường nó có một cái nhược điểm, đó là cái hiệu năng mùi thường có một số lượng trái không phải là ít, thì cái hiệu năng mùi của nó khá là kém. Mặc dù mùi rất là thơm, mùi rất là ngửi thì rất là dễ chịu, thế nhưng khi mà nói về hiệu năng mùi thì trà thường hay bị đánh giá là bám không được tốt cho lắm. Nhưng với Oolong trà, một cái mùi hương trà ngửi cũng rất là thật, hiệu năng mùi tốt, thì các anh em nếu mà chưa được ngửi mùi hương của sản phẩm nhà Nichen này thì hãy thử nó. Nichen Oolong trà. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Maison Margiela và nó có tên là Matcha. Nhắc đến Matcha thì mình nghĩ rằng là rất là nhiều các anh em biết không quá xa lạ gì với nguyên liệu này, bởi vì nó xuất hiện rất là nhiều trong những cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, ví dụ như từ bánh, từ nước, nói chung là rất là nhiều, sử dụng rất là nhiều nguyên liệu matcha này. Và nếu như mà ai mà thích một cái mùi hương nó có thể gọi là nó mô phỏng lại gần như là, đối với mình thì mình thấy nó gần như là giống y hệt như matcha, thì đây Maison Margiela Matcha là một cái mùi hương như thế. Chúng ta thích mùi hương matcha ngoài đời như nào thì hãy tìm mua trà nước hoa này. Mình thì mình nghĩ rằng là nó hợp với nữ hơn là nam, mặc dù hình như trà nước hoa này là unisex mình không nhớ, thế nhưng mình thấy thì rằng hợp với các chị em hơn. Đó, ví dụ như chị em nào mà có một cái phong cách nó nhẹ nhàng một chút đấy, thì trà nước hoa này mặc váy thì ui xa, không gì phải nói cả. Tuy nhiên đấy là cái quan điểm của mình. Còn lại thì nhắc lại, nếu ai thích mùi hương của matcha thì đây trà nước hoa này. Đó, trà nước hoa thứ tư là một sản phẩm của nhà Kiak Lang. Mình không biết là kênh em có thể tìm được trà nước hoa này hay không, nhưng mà nó nằm trong cái line của Aqua Allegoria và nó có tên là Tzura. Đó, đây là em nó. Đây là một mùi hương kết hợp giữa citrus và trà. Thực ra là cái line Aqua Allegoria này mình rất là thích, bởi vì nó thường là một cái style ấy, cái style mùi rất là gọi là nhã nhặn và tinh tế, từ nốt cam, nốt quýt, bưởi, bạc hà, mình ngửi mình đều cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Và cái chai Tzura này cũng không phải là ngoại lệ, một cái sự mix cùng với giữa cam, nốt cam và nốt trà, ngửi rất là
Nói chung là chúng ta sẽ cảm thấy rất là sảng khoái, rất là thư thái khi mà ngửi chai nước hoa này. Mình không biết là các anh em liệu có thể tìm được chai nước hoa này hay không, nhưng mà dù sao thì thấy mùi ngon thì chẳng nhẽ không giới thiệu, đúng không? Và mình như mình vẫn nói rồi, muốn cái gì ngon mà dễ quá thì nó không phải là hay, đôi khi nó cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt một chút đó. Kẹt là Chizura, anh em nếu mà có dịp thì cũng nên thử. Ok, chai nước hoa thứ 5, sản phẩm của nhà Sekolutem và nó có tên là Five Clock or Ginger Amber. Hình như là trong giới anh em hay dịch chai nước hoa này là trà gừng 5 giờ chiều, nếu như mình nhớ không nhầm. Đây là một mùi hương, nếu như để mà nói là một chai trà mà nó khá là khác biệt thì đây là một cái ví dụ. Bởi vì ở chai nước hoa này nó là một sự kết hợp giữa nốt trà và nốt cây nồng và nốt gỗ. Rất là, nó không phải là thuần, nhưng mình thì mình cảm thấy rằng nó hơi một chút hơi cay nồng một chút này, một cái chút hơi vị gỗ mix cùng với vị trà, khá là già dặn. Chai nước hoa này mình không cho rằng là các anh em tuổi kiểu như trẻ trẻ có thể sử dụng được. Thế nhưng anh em nào mà thuộc cái style giống như kiểu là trầm điềm đạm ấy thì gì chai nước hoa này mình thấy rất là ok, rất là phù hợp. Nó giống như là chúng ta muốn tìm một cái mùi hương mà nó khá là khác biệt, không bị đụng hàng và không phải là kiểu già khu đế, nó vẫn là một cái chất trầm đó. Thì đây, Five Clock or Jim Embray của nhà Sekolutem. Thì sao, đây là một chai nước hoa rất là hay, đặc biệt là cho các anh em nào ưa thích một cái phong cách như mình vừa nói ở trên, thì đây là một cái mùi trà rất là thú vị đó. Chai nước hoa thứ 6, một sản phẩm của nhà The Merchant of Vin và nó có tên là Blue Tea. Khi mà mình đọc cái tên sản phẩm này thì mình cứ nghĩ rằng nó là trà xanh của Việt Nam chúng ta, nhưng không phải. Sau khi mà mình nghiên cứu một chút thì nó là một cái giống trà có nguồn gốc từ Thái Lan, mà ở mình chúng ta thường hay, nếu mà trên mạng người ta hay bán thì là người ta gọi là trà hoa đậu bếp ấy. Thì nguồn gốc của trà này là từ Thái Lan và sau đó là nó mở rộng ra và đến có cả Việt Nam của chúng ta. Theo như quảng cáo của trên video của nhà nước hoa The Merchant of Vin này thì họ đã lấy tinh dầu, họ đã lấy hoa của loại trà này và chiết xuất ra và điều chế lên cái mùi hương của trà nước hoa này. Để nói về mùi hương thì thực sự là mình rất là thích trà nước hoa này. Nói thế nào nhỉ? Để mà tìm một cái mùi trà nó ngửi nó rất là thật là một, nó rất là thật. Và cái thứ hai là cái độ tinh tế mùi ấy. Bởi vì phải nói đúng ra là khi mà nói về hương hoa hoặc là những hương trà chẳng hạn, thì thường là mình thấy rằng những cái nhà niche họ làm ở một cái gọi là cái mức độ level nó hơn các một số, hơn rất là nhiều so với đại đa số các cái sản phẩm của designer. Và mình không biết có thể là đúng hay sai, thế nhưng mà mình thấy là như thế. Và ở chai nước hoa này thì cái tông trà nó làm rất là tinh tế, nhẹ nhàng, rất đáng để chúng ta thử đó. Nó tóm lại là như thế, The Merchant of Vin Blue Tea. Okay. Rồi. Và chai nước hoa cuối cùng đó là một sản phẩm rất là quen thuộc đối với các anh em, Chris Simple Mountain Water, trà xạ và một số những nốt nguyên liệu khác. Nếu như để mà nói thì chai nước hoa này, nếu mà thích ấy, thì mình nghĩ rằng nó còn, có khi đến bây giờ nó còn nhỉnh hơn so với Creed Aventus đối với mình. Creed Aventus nó bị quá là phổ biến rồi. Nhưng còn với Simple Mountain Water này thì ít nhất thì nó chỉ có đâu khoảng 2-3 chai clone thôi, không có nhiều. Chắc là anh em đều đã biết chai nước hoa này rồi thì mình sẽ không nói lại quá nhiều nữa. Đó, chai nước hoa thứ 7. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa tông trà mà các anh em có thể tham khảo top để chúng ta có thể bắt đầu vào chiến dịch xây dựng một bộ hương mùi trà. Ok, video của mình đến là hết, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên nhá subscribe.